đang khoan khoái chia sẻ video thì mình sẽ chỉ cho mọi người cách vào link Discord nha mọi người. Mọi người bấm vào video ở gameplay together chơi game chạm đất như thế này. Nếu các bạn chưa coi thì phải coi cho mình ấy nha. Rồi các bạn bấm vào cái đường link Discord thì mình như chỉ Discord xong mình gửi cái đường link đằng sau đấy. Rồi các bạn bấm vào có chữ chấp nhận chữ gì thì các bạn cứ bấm chấp nhận lời mời cho mình. Rồi các bạn đăng nhập domain hoặc khẩu gì đó thì mình không biết. Rồi các bạn có thể vào nhắn tin cho mình rồi đó. Mình hay online đó nha, là các bạn cứ vào Discord nha, là mình nhắn tin cho mọi người đó. Bây giờ thì là video thế này.